Rồi nhiều bác bảo như anh rất thích cái đẩy lên vàng của em lắm rồi, thích lắm rồi. Nhưng mà bây giờ anh có những cái âm ly cũ này thì phải làm nào? Bán không bán không ai mua, cho không ai lấy. Bán sắt vụn được mấy chục nghìn, tính theo cân. Thế bây giờ giải pháp này các bác nhá. Anh em nào mà thích chơi những đẩy lên vàng này của em ấy, thì chúng ta sẽ tham gia chương trình đổi đổi cũ lên mới. Bây giờ ví dụ như âm ly này chúng ta bán không được bao nhiêu tiền chẳng hạn, gửi về đây cho chúng em. Chúng em sẽ nhập lại cho các bạn và mức giá rất yêu thương. Nói chung là tất cả các loại 1 triệu. Không cần biết là nó sống hay chết, to hay nhỏ, khỏe hay là yếu. Sau đó chúng ta thêm số tiền chênh lệch. Bên này em đang bán 7 triệu 500 nghìn đồng chẳng hạn. Âm ly nhập về cho các bác chỉ giá 1 triệu. Và lúc đấy chúng ta chỉ trả cho chúng em là 6 triệu 500 nghìn đồng thôi. Phải nói là cái mức giá rất yêu thương. Và vẫn giữ nguyên những cái chính sách bảo hành là 1 năm lỗi đổi các bác nhá. Và tất cả sản phẩm của chúng em sẽ gửi về tận nhà chúng ta, miễn phí ship cho chúng ta luôn. Đấy, ai mà thích những thiết bị mới nhỏ gọn như này, chất âm hay như này, tinh tế như này, dễ chỉnh, dễ sử dụng như này, tích hợp tất cả trong một như này, thì có thể liên hệ trực tiếp với em để tham gia chương trình đổi này các bác nhá. Tất nhiên là số lượng có hạn thôi, ai nhanh tay thì chúng ta được dành cho 50 người đầu tiên, cho 50 cái phiên bản X7 DAC này thôi nhá các bác nhá. Áp dụng cho đẩy nền vang X7 DAC và áp dụng cho đổi từ âm ly sang đẩy nền vang, không áp dụng đổi âm ly sang các thiết bị khác các bác nhá. Nói chung là chỉ có giới hạn trong cái tầm chúng em hỗ trợ được như vậy. Và một số anh em bảo là ô ngày xưa anh mua âm ly mười mấy 20 triệu, chú lại trả anh có 1 triệu, thiệt thòi cho anh quá. Thì chia sẻ với các bác là đây là chương trình hỗ trợ khách hàng, và đây anh em cảm thấy nó phù hợp thì chúng ta tham gia, mà không có thì thôi, đúng không ạ? Và chúng ta có thể bán ở đâu đó với giá yêu thương đã cao hơn cái số tiền mà chúng em nhập lại cho các bác, thì chúng ta vui hoan hỉ cứ bán đi, sau đó chúng ta thêm tiền vào chờ cái phiên bản đời mới này. Em có phiên bản này là phiên bản bình dân thôi nhá, X7 DAC bình dân. Còn có những phiên bản cao cấp hơn như X22 đằng sau kia, hay là X23 cao cấp hơn nữa, thì các bác và anh em vui lòng liên hệ trực tiếp để chúng ta có thể tham gia chương trình ngày hôm nay. Và rất vui được phục vụ các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.